Hồ Trung Dũng và Phương Thảo rất vui được chào mừng quý vị đến với chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc tháng 3 năm 2012 do Ban Ca Nhạc Đài Truyền hình Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình đang được diễn ra tại nhà hát truyền hình HTV và được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Bằng sức mạnh của lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ Việt Nam đã cùng chung tay dựng xây quê hương đất nước. Và chúng ta vừa đến với một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Vũ Hoàng, Khát Vọng Tuổi Trẻ, với phần biểu diễn của các ca sĩ Thanh Sử, Xuân Trường, Diệu Hiền, Bích Hiền và nhóm múa Phương Việt. Và bài hát vừa rồi cũng đã mở đầu cho chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc đêm nay với chủ đề Khúc Hát Yêu Đời. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị khán giả hãy cùng tham gia chương trình trúng thưởng may mắn của Nhịp Cầu Âm Nhạc để nhận ngay chiếc điện thoại di động Sony Ericsson W8 được tài trợ bởi nhãn hàng Hảo Hảo, thương hiệu Vina Ace Cook. Và câu hỏi là ca khúc Chim Trắng Mồ Côi được ca sĩ nào trình bày? 1. Ca sĩ Cẩm Ly. 2. Ca sĩ Mỹ Lệ. Và cách thức bình chọn của chúng ta như sau. Quý vị hãy soạn tin nhắn với cú pháp NCAN khoảng cách X khoảng cách Y. Trong đó X là phương án lựa chọn của quý vị và Y là số người có cùng đáp án với quý vị. Ví dụ như là quý vị muốn lựa chọn đáp án 1 với 1.000 người có cùng ý kiến với mình thì quý vị hãy soạn tin nhắn với cú pháp NCAN khoảng cách 1 khoảng cách 1.000 rồi gửi đến số 8383. Hoặc là cách thứ hai, quý vị có thể gọi điện đến số tổng đài 80111990, bấm phím 1 và làm theo hướng dẫn. Chúc quý vị may mắn. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống có lẽ chúng ta sẽ không có được những thành công lớn lao nếu không có được những hoài bão và kèm theo đó là lòng nhiệt huyết và khát khao thực hiện cho bằng được cái hoài bão ấy. Và ngọn lửa nhiệt huyết mà Hồ Trung Dũng vừa nói đến đó chính là sự đam mê, là quyết tâm và là sức trẻ. Tất cả đã tạo thành một động lực lớn, một mục đích lớn mà chúng ta sẽ phải phấn đấu để đạt được. Và cũng chính cái ngọn lửa nhiệt huyết ấy đã giúp chúng ta có thêm sức mạnh vượt bao gian lao, thử thách, bao khó nhọc cũng như chông gai trong cuộc sống này. Và cho dù bạn là ai thì bạn hãy luôn thắp lên trong mình một ngọn lửa trái tim. Ngọn lửa ấy sẽ giúp cho chúng ta có thêm niềm tin và thêm sức mạnh để bước tới tương lai. Và xin hãy nuôi dưỡng ngọn lửa ấy từ hôm nay cho đến cuối cuộc đời để cho ngọn lửa ấy luôn cháy mãi trong tim của mỗi chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con chim, chiếc lá. Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả? Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Sức sống trong đang chờ phía trước. Có bốn người bạn thân cùng lớp, xa quê từ khắp mọi miền về. Thành phố đẹp đèn hoa rạng đầy, cả bốn người nhớ mãi vầng trăng quê. Nỗi nhớ về những vùng quê nghèo, nỗi nhớ về những ngày xa xưa, thuở còn bé đi học dưới mưa, đôi chân nhỏ vượt qua cơn lũ. Nỗi nhớ chung vai dựng xây cho quê nhà, làng quê khang trang cuộc sống mới, đường làng trường học phố thanh thang.
trai trẻ ước muốn vượt khó vì tương lai cùng phải gắn chăm học với nhau mai sau thành người cho tổ quốc đất nước sẽ cần những kiến thức quê hương cần ta có sức trẻ ngày mai đêm mơ thành ý chí vì cuộc đời này mãi mãi sau bạn cùng chung chí hướng vui cùng chơi đại học mơ cùng mơ những ước mơ xanh một quê hương đang chờ phía trước có bốn người bạn thân cùng lớp xa quê từ khắp mọi miền về biến ước mơ thành những hành động vì quê hương vì đất nước mình về tương lai đang chờ phía trước có bốn người bạn thân cùng lớp xa quê từ khắp mọi miền về thành phố đẹp đèn hoa răng đầy cả bốn người nhớ mãi vầng trăng quê nỗi nhớ về những vùng quê nghèo nỗi nhớ về những ngày xa xưa thuở còn bé đi học dưới mưa đôi chân nhỏ vượt qua cơn lũ nỗi nhớ chung vai dựng xây cho quê nhà làng quê khang trang cuộc sống mới đường làng trường học phố thanh thang ước muốn từ những chàng trai trẻ ước muốn vượt khó vì tương lai cùng phải gắn chăm học với nhau mai sau thành người cho tổ quốc đất nước sẽ cần những kiến thức quê hương cần ta có sức trẻ ngày mơ đêm mơ thành ý chí vì cuộc đời này mãi mãi sau có nhóm bạn cùng chung chí hướng vui cùng chơi đại học mơ cùng mơ những ước mơ xanh một quê hương đang chờ phía trước có bốn người bạn thân cùng lớp xa quê từ khắp mọi miền về biến ước mơ thành những hành động vì quê hương vì đất nước mình có bốn người bạn thân cùng lớp xa quê từ khắp mọi miền về biến ước mơ thành những hành động vì quê hương vì đất nước mình có bốn người bạn thân cùng lớp xa quê từ khắp mọi miền về biến ước mơ thành những hành động vì quê hương vì đất nước mình. Mỗi ngày mới là một cơ hội mới để vươn lên. Đằng sau mỗi thành công là những người bạn đồng hành. Đằng sau mỗi gia đình hạnh phúc là người nội trợ khéo léo. Hãy chuẩn bị cho mỗi ngày mới với sự chọn lựa ưa chuộng của gia đình Việt. Mì Hảo Hảo với nhiều hương vị độc đáo để phục vụ bữa ăn ngon tuyệt vời. Hảo Hảo là chọn lựa của khắp mọi nhà. Mì Hảo Hảo phục vụ trên 2 tỷ bữa ăn ngon mỗi năm cho người Việt. Huggies giới thiệu loại táo quần ưu việt mới. Bạn chỉ cần xé thông minh hông, mặc nhanh tả mới, thà bé tiếp tục vui chơi. Với màn đẩy thoát ẩm 100% được chứng nhận y khoa giúp ngăn ngừa hâm tả. Táo quần Huggies Stride, mặc nhanh thay dễ, mông khỏe bé vui. Sữa cô gái Hà Lan cộng mới với Colin Torin cho con cao, khỏe, thông minh. Dù hương vị nào, chỉ cùng một giá. Khi cho mọi người lời khuyên bề gầu, tôi thường thấy mọi ánh mắt hướng lên tóc tôi và quan sát. Vì vậy, trước khi tư vấn về cách loại bỏ gầu, tôi phải chắc chắn tóc mình thật sạch gầu. Head & Shoulders, loại gầu tốt hơn chỉ trong một lần gội. Bạn có thể tin tôi hoặc tự mình kiểm chứng. Được 9 trên 10 chuyên gia da liễu hài lòng về hiệu quả loại gầu. Vì miếng an ninh quá gầy,
Pediasure BA với hệ dưỡng chất Sure Tree giúp bé tăng cường hấp thu dưỡng chất, tăng cường sức đề kháng, tăng cường phát triển chiều cao cân nặng. Pediasure BA dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho bé khỏe, mẹ yên tâm. Automatic. Yamaha Oxy, dòng mỹ phẩm dành cho nam giới, tuyết toàn diện, đổi xì tai thay phong cách. Oxy, tuyết lại vẻ đẹp trai. Oxy. Nắng gay gắt thế này, dù dùng sữa dưỡng thể trắng da có chỉ số SPF cao, da vẫn sạm đen, khó phục hồi. Đột phá với tinh chất serum kết hợp SPF 22, tinh chất serum dưỡng trắng Nivea mới, vitamin C và các hạt dưỡng chất siêu nhỏ thấm sâu giúp phục hồi da hiệu quả hơn sữa dưỡng thể. SPF 22 chống nắng, da toàn thân trắng mịn chỉ sau 14 ngày. Tinh chất serum dưỡng trắng Nivea mới, Nivea 100 năm chăm sóc làn da. Thưa quý vị, nói đến tuổi trẻ, chúng ta nghĩ đến những công trình bạc núi ngăn sông, đắp hồ xây đập. Nói đến tuổi trẻ, chúng ta nhớ đến những tòa cao ốc hiện đại mà những con đường băng núi vượt đèo. Nói đến tuổi trẻ, chúng ta nghĩ đến những người vững vàng tay súng bảo vệ hải đảo biên cương. Nói đến tuổi trẻ, chúng ta nghĩ đến những thanh niên tình nguyện giúp dân vượt qua thiên tai bão lũ. Tuổi trẻ chính là sức sống của một đất nước, là mùa xuân của toàn xã hội. Năm tháng đi qua, thời gian trôi mãi, trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc thì sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam vẫn luôn là tấm khiên vững vàng, đôi tay rắn chắc, vừa góp phần bảo vệ đất nước, vừa tham gia xây dựng thành phố này, đất nước này ngày một phồn vinh. Bên con suối trong đàn em bé vui đùa cùng hàng.
đàn dương ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đang dạt nơi cuối trường, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập lên lúa vàng, đời thêm tiếng ca reo trong chúng ta bao niềm thiết tha. Hỡi bạn đang dạt nơi cuối trường, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Đào xa gìn giữ quê nhà, anh và em hai người hai nơi, vẫn cùng anh trong một bầu trời. Anh và em hai đâu vời vợi, nhưng cùng chung lý tưởng bơi bơi. Anh và em mỗi người một phương, dẫu còn xa vẫn chung một đường. Anh và em hai đâu rời mang tình ta làm dấu quê hương. Giáo trẻ ươm mầm xanh ươm mùa xuân mới, anh lên đường làm anh lính trẻ nơi đảo xa gìn giữ quê nhà. Anh và em hai người hai nơi, vẫn cùng anh chung một bầu trời. Anh và em hai đâu vời vợi, nhưng cùng chung lý tưởng mới vơi. Anh và em chung một đường, anh và em hai đầu sợi thương mang tình ta làm dấu quê hương. Anh và em hai người hai nơi, vẫn cùng anh trong một bầu trời. Anh và em hai đầu vời vợi, nhưng cùng chung lý tưởng vời vợi. Anh và em mỗi người một phương, chung một đường. Anh và em hai đầu say thương, mang tình ta làm dấu quê hương, mang tình ta làm dấu. Cảm ơn ca sĩ Thùy Vân và ca sĩ Đông Quân. À, Dũng này, Dũng có nhận thấy là hình ảnh của những cuộc chia ly á, luôn đẹp nhưng mà mang lại cho chúng ta một cảm giác rất buồn đúng không? Phương Thảo dùng chữ đẹp là Dũng hơi bất ngờ đó. Dũng chỉ nghĩ là trong mắt của những người nghệ sĩ, dù như Dũng đi, thì cái chuyện chia tay nó cũng có gì đó lãng mạn riêng của nó. Nhưng mà Dũng đối với ai cũng vậy thôi, đã nói chia tay, đó là một nỗi buồn và rất là sâu thẳm trong trái tim của mình.
Thế nhưng Dũng biết không, trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta vừa cầm cuốc, cầm cày, lại vừa phải cầm súng, cầm gươm. Khi những người vợ, người mẹ, người chị tiễn những người trai thân thương của mình ra chiến trận, thì những cái cuộc chia ly lại là hình ảnh chủ đạo trong mỗi gia đình. Và màu tím, màu áo tím của những người phụ nữ sắc son đợi chờ cũng chính là một màu mà khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy thân thương và cảm thấy buồn đến nao lòng. Nhưng mà Thảo biết không, theo Dũng nghĩ thì trong cái lăng kính nhìn về sự chia tay đó của tuổi trẻ, nó cũng có những cái màu rất là tươi sáng và đầy hy vọng. Ví dụ như cũng nói về chia tay, nhưng người ta sử dụng hình ảnh là chia tay chim én, bởi vì chim én nó là biểu tượng của mùa xuân. Hay là cũng nói về sự chia tay, nói về những dàn hoa tím chung thủy đợi chờ, nhưng chúng ta pha vào đó những gam màu khác của sự tươi trẻ và sự hy vọng, những cái rất là đặc trưng cho tuổi trẻ của thế hệ ngày hôm nay. Chim én xưa tạm biệt những giấc mơ và dàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong chào nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ đợi chờ con em những chiều xa rất xa. Chiều nào trên phố xưa lặng nhìn chim én bay lòng thường mơ ước những đỉnh núi xa mờ một ngày tiếng súng về một người trai lên đường để nhành hoa tím vẫy chào theo thiết tha. Không đong đầy nước mắt, thấm đẫm đợi chờ trong hai chữ thủy chung. Hoa tím đợi ai, tím mãi cùng năm tháng. Màu tím sắc son, nhi nữ hóa anh hùng. Một ngày tiếng súng ngưng, một người linh trở về. Tình người con gái trong mùa chim én bay. Bầu trời chim én liềm, ngoài vườn hoa tím. Con gái đã về nơi chốn xa. Ôi quê hương bao la, tiếng đàn tôi ngân xa hát về em. Cô gái yêu ai, yêu ai, yêu ai đợi chờ. Ôi quê hương bao la.
Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào xua tan mây, mà chẳng thể nào che anh buồn. Chừ rụt sợi thương ấy mây châm mãi. Cẩm Ly xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và tiếp sau đây thì Cẩm Ly xin được gửi đến quý vị một sáng tác thơ của nhạc sĩ, thơ của Đỗ Trung Quân và nhạc của Giáp Văn Thạch, và ca khúc mang tên Quê Hương cùng phần Binh Hòa của nhóm múa Bình Minh. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trẻ.
con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre một cơ hội mới để vươn lên. Đằng sau mỗi thành công là những người bạn đồng hành. Đằng sau mỗi gia đình hạnh phúc là người nội trợ khéo léo. Hãy chuẩn bị cho mỗi ngày mới với sự chọn lựa ưa chuộng của gia đình Việt. Mì Hảo Hảo với nhiều hương vị độc đáo để phục vụ bữa ăn ngon tuyệt vời. Hảo Hảo là chọn lựa của khắp mọi nhà. Mì Hảo Hảo phục vụ trên 2 tỷ bữa ăn ngon mỗi năm cho người Việt. Sữa cô gái Hà Lan cộng mới với Colin-Torin cho con cao, khỏe, thông minh. Dù hương vị nào, chỉ cùng một giá. Không thể hiện được cảm xúc qua gương mặt, Khánh bộc lộ theo cách riêng của mình. Bằng phim ảnh, bằng những khuôn hình. Là con gái, làm điều mình yêu thật thích. Diana là con gái thật tuyệt. Thưởng thức sữa chua lên men tự nhiên do Moss mới. Và săn ngay ống hút với tem trúng thưởng đặc biệt. Cơ hội trúng 15 phiếu học nhảy siêu đã tại Hàn Quốc cùng hàng ngàn đôi giày Converse cực chất. Yomos sang ống hút của Seoul bừng sức sống. Mình yêu mẹ lắm và mình yêu xe 2. Chính một tình yêu, chính một xe 2. Làn da mỏng manh của bé cần được chăm sóc đặc biệt. Tả giấy Pampers với hạt gel thần kỳ giữ chặt nước bên trong suốt đêm, cho da bé khô thoáng đến tận sáng. Tả giấy Pampers với hạt gel thần kỳ. Sao có thể để chiếc áo con tôi yêu thích bị hỏng vì vết bẩn? Chắc chắn là không. Vì thế tôi chọn Ariel. Với công nghệ thấm sâu, giặt sạch, loại bỏ các vết bẩn cứng đầu khỏi từng lớp vải, cho áo quần sạch như mới. Nước giặt Ariel. Cho xe lên dốc đi con. Từ tuần 20, bé bước vào giai đoạn phát triển nhanh nhất của não bộ. Similac Mum với hệ dưỡng chất IQ Plus tiên tiến giúp mẹ hấp thu tốt các dưỡng chất. Similac Mum, dưỡng chất thiết yếu, hấp thu hiệu quả. Hãy khám phá sản phẩm tiên tiến nhất từ Omomatic, chuyên gia giặt máy với công thức đặc chế giúp đánh tan vết bẩn hiệu quả trong giặt máy, được các nhà sản xuất máy giặt hàng đầu khuyên dùng. Nước giặt Omomatic mới lựa chọn hàng đầu cho giặt máy. Vì biến an ninh quá gầy, Pediasure BA với hệ dưỡng chất Sure Tree giúp bé tăng cường hấp thu dưỡng chất, tăng cường sức đề kháng, tăng cường phát triển chiều cao cân nặng. Pediasure BA dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho bé khỏe, mẹ yên tâm. Khi cho mọi người lời khuyên về gầu,
Tôi thường thấy mọi ánh mắt hướng lên tóc tôi và quan sát. Vì vậy, trước khi tư vấn về cách loại bỏ gầu, tôi phải chắc chắn tóc mình thật sạch gầu. Head & Shoulders, loại gầu tốt hơn chỉ trong một lần gội. Bạn có thể tin tôi hoặc tự mình kiểm chứng. Được 9 trên 10 chuyên gia da liễu hài lòng về hiệu quả loại gầu. Chỉ tắm bằng nước thôi thì không thể làm sạch được chất bẩn và vi khuẩn do mồ hôi và cơ thể tiết ra ẩn trên da bé. Sữa tắm gội toàn thân Johnson's Baby Top Thu Thô tắm sạch nhẹ dịu những gì nước bỏ sót. Đến đây cùng nhau, chỉ chúng ta mà thôi. Là bản thân thế đơn, vùng xoay bắn nèo bên kèm trong xương. Ngon thật ngon, Oreo. Mãi bên con như bản thân. Sữa nào cũng mê Oreo. Mẹ con mình cùng nhau giữ làn da mịn màng. Sữa tắm chứa sữa Johnson's Baby mới với gấp đôi tinh chất sữa cùng vitamin A và E thấm sâu và nuôi dưỡng cho da bạn mềm mịn và trắng hồng như da em bé. Nivea kết hợp độc đáo sữa rửa mặt và thành phần nước hoa hồng. Sữa rửa mặt Nivea mới giúp làm sạch sâu, xoa khít lỗ chân lông cho da trắng mịn màng. 96% phụ nữ hài lòng. Nivea trắng da xoa khít lỗ chân lông. Ở viện nghiên cứu Enmum, chúng tôi đặt mình vào vị trí mang thai của bạn để biết bạn mong muốn gì, cảm thấy ra sao và thèm ăn món nào. Và chúng tôi hiểu bạn cần folate sớm và trong suốt thai kỳ. Enmum Maternal được thử nghiệm lâm sàng giúp làm tăng hàm lượng folate cho bé phát triển tròn vẹn cùng các dưỡng chất quan trọng khác cho bạn thai kỳ khỏe mạnh. Enmum Maternal, 8 trên 10 phụ nữ mang thai đã uống đều yêu thích hương vị thơm ngon, dễ uống của Enmum Maternal. Hãy uống thử và cảm nhận. Tôi chỉ yêu một người và tôi chỉ yêu Say Hi. Chỉ một tình yêu, chỉ một Say Hi. Kính thưa quý vị, trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc đêm nay, chúng ta đã được đến với những ca khúc rất hay, ngợi ca tuổi trẻ, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một số khách mời là những bạn thanh niên đang có mặt trong chương trình. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình để mọi người được làm quen với bạn không? Dạ, em chào chị, em là Ngô Thanh Phương Quỳnh, hiện là chủ tịch hội sinh viên trường đại học Hoa Sen ạ. Bạn có thể chia sẻ một chút những cái suy nghĩ của bạn về mong muốn một thành phố, một đất nước mà của chúng ta trong tương lai, và theo bạn thì cần làm gì để đạt được mong ước đó? Dạ, đầu tiên là em mong ước là Việt Nam mình sẽ không còn người nghèo nữa, mọi người sẽ được sống đầy đủ và ấm no hơn. Em cũng mơ ước là thành phố của mình sẽ giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập lụt, giảm ùn tắc giao thông. Lúc đó thì thành phố của mình sẽ rất là hiện đại và xinh đẹp hơn bây giờ rất là nhiều. Và em nghĩ là để mà đạt được ước mơ đó thì đầu tiên là bản thân em phải là một sinh viên sắp ra trường thì phải giỏi nghề, phải biết luôn biết học hỏi và trau dồi rèn luyện nhân cách của bản thân. Cũng như là bác Hồ từng dạy là có tài mà có đức mà không có tài thì là người vô dụng, mà có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng khó. Do đó là chúng ta cần rèn luyện cả tài và đức để trở thành người có ích và có thể làm giàu cho xã hội. Em nghĩ là đó là cái ước mơ riêng của em, nhưng mà ước mơ đó sẽ không chỉ là mơ ước nếu mà mọi người, tất cả những bạn trẻ ở thành phố Bắc, chúng ta cùng chung tay góp sức để thực hiện ước mơ đó, thì trong tương lai gần ước mơ đó có thể trở thành hiện thực. Vâng, xin được cảm ơn Quỳnh với những chia sẻ của bạn. Còn bây giờ thì không biết là Hồ Trung Dũng có muốn gặp gỡ phỏng vấn một bạn khách mời nào khu vực bên đó không ạ? Xin mời Dũng. Vâng, cảm ơn Phương Quỳnh và Phương Thảo. Bên cạnh Dũng hiện tại thì có một bạn khán giả nam. Có lẽ là đầu tiên xin hỏi bạn tên là gì? Dạ, em chào anh, em tên là Đặng Hồng Quang. Hồng Quang, bây giờ thì anh sẽ có một câu hỏi cho em như thế này. Anh nghĩ là trong cuộc sống này thì có rất nhiều khó khăn đúng không? Khi mà mình có hoài bão càng lớn bao nhiêu thì những khó khăn, những chông gai vượt qua thì càng nhiều bấy nhiêu. Vậy thì không biết trong cuộc sống của em là một người trẻ thì có những điều gì giúp cho em có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn đó?
Theo em thì những khi mà em gặp khó khăn á, thì cái điều em nghĩ tới đầu tiên sẽ là niềm tin vào bản thân mình. Bởi vì khi mà có niềm tin á, thì mình sẽ làm được rất là nhiều thứ. Mình sẽ vượt qua được những cái khó khăn, kể cả những lúc mà nó khó khăn nhất. Khi mà có niềm tin thì mình sẽ hướng cái suy nghĩ của mình theo cái chiều hướng tích cực. Và khi đó thì mình sẽ làm được những cái điều rất là ý nghĩa cho bản thân và cũng như cho xã hội. Xin cảm ơn em, một câu rất là hay. Chúng ta phải cần có niềm tin và sự lạc quan. Xin cảm ơn em. Còn bây giờ thì chắc là Dũng sẽ đến với khán giả thứ hai. Chào bạn, bạn tên là gì? Em chào anh, em tên là Nguyễn Hoàng Tùng. Tùng nè, bây giờ anh có một câu hỏi thế này cho em nha. Chúng ta vẫn thường hay nghe nhiều người trẻ nói là sống thì phải biết hưởng thụ. Vậy thì không biết là cái quan niệm về hưởng thụ của em như thế nào? Có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng về lối sống hưởng thụ của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên đối với em là một người trẻ thì suy nghĩ của em đó chính là hưởng thụ chính là tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Và đôi khi có những việc làm rất đơn giản giống như là chúng ta giúp đỡ một cụ già băng qua đường hay là mua vé số cho một em nhỏ thì cũng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa. Và chúng ta phải biết hưởng thụ những giây phút đó để giúp cho chúng ta sống tốt hơn và yêu đời hơn. Cảm ơn Tùng rất là nhiều, và câu trả lời của Tùng làm cho Dũng nhớ đến một câu trong lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ, không biết là Phương Thảo có cùng quan điểm với Dũng hay không? Dũng có một cái liên tưởng, một cái sự liên hệ rất là thú vị đúng không? Nhưng mà trước khi trả lời Dũng thì Thảo thấy là dường như có một bạn trẻ bên này cũng có ý muốn chia sẻ đúng không? Xin chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Huệ Trinh. Và bạn có điều gì muốn chia sẻ đúng không? Dạ, em cũng là một sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua những lần mà em được tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, em cảm thấy thật sự rất là ý nghĩa. Và em cảm thấy thêm yêu quê hương, yêu đất nước mình hơn rất là nhiều. Và em mong rằng những bạn trẻ ngày hôm nay chúng ta cũng luôn phát huy tinh thần xung kích. Giống như câu nói mà anh Dũng nói lúc nãy, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Vâng, xin được cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, qua cuộc trao đổi ngắn vừa rồi, chúng ta nhận thấy là tuổi trẻ hôm nay luôn cháy bỏng trong mình những nhiệt huyết, những đam mê. Và các bạn, từng ngày trôi qua đối với các bạn là những ngày vô cùng ý nghĩa. Bởi lẽ các bạn đã luôn cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Và thưa quý vị, bên cạnh tình yêu quê hương đất nước, bên cạnh những tình cảm đối với thành phố thân thương, thì trong các bạn trẻ ngày nay cũng có những tình yêu rất mãnh liệt, rất nồng nàn của tình yêu đôi lứa. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bài hát rất dễ thương, rất lãng mạn của nhạc sĩ Từ Huy, Ngày Em Đến, với phần biểu diễn của ca sĩ Quang Hà và nghệ sĩ guitar Hoàng Minh. Xin mời chào đến với quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay để chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chào. Trong tim nhẹ nhàng và em nghĩ
mái tóc mây bồng và anh nghe trong gió thơm nồng thuyền anh theo con sóng xa khơi xa nơi nhìn chung thuyền anh đó con sóng cứ xô thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô giữa biển khơi không bờ không bến thuyền anh đó em cứ cuốn đi tình anh đó em cứ cuốn đi cứ cuốn đi cứ cuốn đi cứ cuốn đi theo em đời. Hát một lần thật to được không ạ? Theo em đời. Thuyền anh đó em cứ cuốn đi tình anh đó em cứ cuốn đi cứ cuốn đi cứ cuốn đi cứ cuốn đi theo em đời đời thuyền anh đó con sóng cứ xô thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô giữa biển khơi không bờ không bến thuyền anh đó xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Ngày Em Đến của nhạc sĩ Tú Huy. Ngày Em Đến mang cho anh rất nhiều điều hạnh phúc. Ngày Em Đến mang cho anh nhiều điều bình yên và giản dị. Chính vì thế, nhạc sĩ Phú Quang đã viết rằng ta biết một điều
hội ngộ rồi chia ly. Cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi siêu phi là tình yêu chúng ta. Thưa quý vị, cuộc sống đang thay đổi từng ngày và bản thân chúng ta cũng như vậy. Không biết là Thảo đồng ý với Dũng hay không? Thảo đồng ý với Dũng bởi vì cuộc sống thay đổi và bản thân chúng ta cũng từng ngày đổi thay, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà có một điều Dũng nghĩ là dù thời gian có trôi qua và làm phai mờ tất cả thì nó vẫn luôn là tồn tại một cách hiển nhiên và một cách thiêng liêng và vĩnh cửu. Không biết là Thảo có biết Dũng đang nói về cái gì hay không? Cái này thì Thảo có nghe qua rồi. Dũng muốn nói đến tình yêu đúng không? Đúng rồi, về tình yêu, nhưng không chỉ là tình yêu đôi lứa đâu, mà còn là tình yêu vào cuộc sống và tình yêu giữa con người dành cho nhau nữa. Và chính với cái tình yêu mà Dũng vừa nói đó, con người đã biết quan tâm nhau, biết yêu thương nhau và biết sống vì nhau. Mỗi ngày trôi qua, người ta biết tạo ra những niềm vui, niềm hạnh phúc để trao gửi cho những người thân yêu của mình, trao gửi cho bạn bè, cho những người xung quanh, và mọi người đều cảm thấy thực sự hạnh phúc và cảm thấy một niềm vui luôn trào dâng trong trái tim mình. Đúng vậy, và chính những niềm vui nho nhỏ mà chúng ta dành tặng cho nhau đó chính là những món quà rất là ấm áp, chính là nét đẹp chiếu sáng trong tim của mỗi người và được dành tặng cho một cái tên bất tử, chính là tình yêu. Thank you.
còn sức sống tâm hồn là hạnh phúc ước mơ ngày mai. Anh mang theo tình yêu đến trong đời để mỗi khi hát có hạnh phúc. Da 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 da, hát yêu thương cuộc đời. Da 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 da, hỡi anh thân yêu. Cảm ơn ca sĩ Hà Thảo với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Em như tia nắng mặt trời. Và bây giờ xin được mời quý vị sẽ cùng đến với liên khúc Một đời người, một rừng cây, khát vọng. Với đây là những ca sáng tác của các nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phạm Minh Tuấn, thơ Đặng Viết Lợi. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của các ca sĩ Võ Hà Trâm, Triệu Lộc và nhóm múa Bình Minh. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Xin hát
về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai mờ. Cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Có lẽ đây là câu hát nổi tiếng nhất trong ca khúc Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Đây là một câu hỏi không cần một lời giải đáp nào cả, một câu hỏi chứa đựng trong nó một sự khẳng định tuyệt vời về tuổi trẻ của ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi các bạn trẻ đã ý thức được trách nhiệm của mình, ý thức được trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, cũng là lúc trái tim của các bạn bắt đầu vang lên những khúc ca rộn ràng, ngợi ca một ngày mai huy hoàng rạng rỡ và tươi đẹp hơn. Và để khát vọng của chúng ta ngày hôm nay có thể trở thành hiện thực của ngày mai thì không có gì hơn. Tuổi trẻ chúng ta phải biết trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh và hơn hết là phải nuôi dưỡng trong tim mình một tình yêu nồng nàn và sâu sắc, đó là tình yêu với quê hương đất nước. Và kính thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã cùng tham gia chương trình trúng thưởng may mắn của Nhịp cầu âm nhạc được tài trợ bởi nhãn hàng Hảo Hảo thương hiệu Vina Ace Cup. Và câu hỏi của chương trình kỳ này là ca khúc Chim trắng mồ côi do ca sĩ nào trình bày? 1. Cẩm Ly, 2. Mỹ Lệ.
Và đáp án chính xác đó chính là ca sĩ Cẩm Ly. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng số điện thoại 08-223-777-88 đã may mắn nhận được phần quà của chương trình. Và ban tổ chức sẽ liên lạc với vị khán giả này để nhận giải thưởng của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đón làn gió mới với phần trình bày của ca sĩ Lương Chí Cường và nhóm múa. Đừng làm gió về, đừng
làn gió mới, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Quang Minh với phần biểu diễn của ca sĩ Lương Chí Cường và nhóm múa Những Người Bạn đã khép lại chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc tháng 3 năm 2012. Chúng tôi rất mong được quý vị theo dõi lần sau trong tháng 4 năm 2012. Còn bây giờ, Hồ Trung Dũng và Phương Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mì Hào Hào phục vụ trên 2 tỷ bữa ăn ngon mỗi năm cho người Việt. Huggies giới thiệu loại táo quần ưu việt mới. Bạn chỉ cần xé thông bên hông mặc nhanh tả mới, thà bé tiếp tục vui chơi. Với màn đẩy thoát ẩm 100% được chứng nhận y khoa giúp ngăn ngừa hâm tả. Táo quần Huggies Stride mặc nhanh thay dễ, mông khỏe bé vui. Chào một ngày mới tương lai sẽ đẹp hơn. Hãy hát vang lên, hãy siết chặt tay. Nông thôn ngày mới đang ra mùa xuân, đón làn gió về, làn gió mới cho quê ta đẹp dấu. Từng làn gió mới thoáng qua nơi sông thôn. Từ ngày gió về, từ ngày gió đến quê ta tràn niềm vui. Phúc khi ta yêu thương, tình người với bao buồn vui lắng sâu trong tâm hồn, cuộc sống cho ta điều kỳ diệu. Hạt ngọc biết ước mơ. Chào các em, thế là năm học cuối cấp 3 đã kết thúc. Thầy chúc các em sẽ vượt qua được kỳ thi vào đại học sắp tới. Nhân đây, thầy cũng tặng các em một món quà. Bên trong, các em sẽ thấy một cánh hoa bạc có đính hạt ngọc trai ở giữa. Hạt ngọc đó tượng trưng cho tiềm lực của các em, là thứ mà các em cần trong bước đường tương lai. Bởi vì cát khi nằm trong vỏ trai sẽ biến thành hạt ngọc có giá trị rất lớn. Và vì thế, mỗi em đang nắm trong tay hạt giống ươm mầm cho các giá trị tiềm tàng. Lời thầy nói có ý nghĩa biết bao. Nhưng với tôi, tất cả đã tan thành mây khói khi ba tôi mất sớm. Cả gia đình tôi lâm vào cảnh túng thiếu thực sự. Và tôi phải dừng ước mơ đại học để tìm việc làm phụ giúp gia đình. Rồi năm tháng trôi đi. Giờ đây tôi cũng đã lấy chồng, sinh con. Cuộc sống gia đình với vô số lo toan, ước mơ vào đại học ngày nào gần như bị quên lãng. Cho đến một ngày, mẹ à, con đây. Con còn nhớ số tiền mẹ dành dụm cho con không? Này vẫn còn nguyên đấy. Dạ, con hiểu. Không ngờ rằng đã 15 năm rồi mà mẹ vẫn không quên giấc mơ đại học của tôi. 3 tháng sau, tôi cũng vào trường đại học sư phạm. Nhưng tôi không ngờ rằng, từ đó, cuộc sống của tôi trở nên nặng nề hơn. Vừa phải lo chuyện gia đình, vừa phải cố gắng hết sức trong một lớp học với các bạn sinh viên bằng nửa tuổi tôi, với sức bật nhanh nhạy. Có lúc tôi nghĩ, tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng và chán nản. Con gái chúng ta sắp chuẩn bị vào đại học đầu mùa thu này. Sẽ có rất nhiều khoản phải chi tiêu. Anh nghĩ em nên nghỉ việc học đại học của em đi. Anh à, nhưng đó là ước mơ bao lâu của em. Gần 35 tuổi đầu rồi, con học đại học. Em không thấy em nực cười à? Tình cờ tôi gặp vợ thầy giáo cũ dạy tôi năm cấp 3. Tôi kể với cô chuyện hạt ngọc thầy đã tặng chúng tôi và chuyện cố gắng trở lại giảng đường nhưng gặp phải vô vàn khó khăn. Và thật ngạc nhiên, qua câu chuyện của cô, tôi được biết thầy cũng bắt đầu vào đại học ở tuổi 55. Câu chuyện của thầy đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ và cứng rắn.
tôi quyết tâm theo nốt 3 năm đại học còn lại. Tôi gặp lại thầy nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Thưa thầy, hạt ngọc thầy tặng là động lực giúp em vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi ước mơ đấy ạ. Khi ấy, thầy đã xem 20 học sinh trong lớp với các đức tính là những hạt ngọc giá trị, biết tin vào tương lai, những hạt ngọc biết ước mơ. Hạnh phúc khi ta yêu thương, tình người với bao buồn vui, lắng sâu trong tâm hồn, cuộc sống cho ta điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu. Bệnh tay chân miệng là một bệnh lây do một nhóm virus đường ruột gây nên, có thể gây biến chứng nặng dẫn đến tử vong. Cần đưa trẻ đi khám ngay khi phát hiện trẻ có dấu hiệu sốt nhẹ, mệt mỏi, có bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mông, đầu gối, có bóng nước hoặc vết loét trong miệng. Đưa ngay vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới khi có các dấu hiệu trở nặng. Sốt cao, giật mình, đi đứng loạn choạng, thở mệt. Để phòng tránh bệnh tay chân miệng cần thường xuyên rửa sạch bàn tay của trẻ, người chăm sóc trẻ, vật dụng, đồ chơi của trẻ bằng xà bông. Hàng tuần vệ sinh nhà, vật dụng, đồ dùng bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường. Có món quà nào hơn sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương, mang đến sức khỏe và nét tươi trẻ rạng ngời? Yến Việt quà tặng xứng tầm, trao tâm thành ý. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với giải thưởng truyền hình HTV lần 6 năm 2012. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của công ty cổ phần Yến Việt. Quý vị khán giả thân mến, tối ngày 24 tháng 3 vừa qua, chúng ta đã được thưởng thức những tiết mục biểu diễn rất hấp dẫn. Bên cạnh đó là những câu chuyện xung quanh diễn viên, đạo diễn, biên kịch. Quả thật, để cống hiến những tác phẩm hay gửi đến công chúng, người nghệ sĩ và cả ekip làm phim đều phải lao động rất cực lực và nghiêm túc. Hy vọng qua đêm diễn vừa rồi, khán giả sẽ hiểu hơn công việc của người nghệ sĩ và thêm yêu mến cũng như ủng hộ họ trên con đường nghệ thuật. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong chương trình trực tiếp tối ngày 24 tháng 3 của các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực phim truyền hình nhé. Đêm hôm nay tới đây thấy không khí mọi người và tổ chức rất là vui, được gặp gỡ các anh chị diễn viên, những diễn viên được đề cử trong năm nay. Thật sự thì chương trình năm nay đối với Phương cảm thấy có một chút gì đó khiến cho nghệ sĩ cảm thấy rất là hào hứng, phấn khởi. Bởi vì Phương cũng đã từng mỗi đêm đều canh trên HTV7 xem những chương trình đồng hành với khán giả đó. Thì thấy là mỗi một đêm là có giới thiệu về nghệ sĩ nè, rồi công bố những cái thể lệ, rồi những danh sách nghệ sĩ được bình chọn vào top 3. Và bên cạnh đó lại có thêm 3 đêm trực tiếp, mỗi đêm 90 phút như vậy, thì khiến cho anh em nghệ sĩ ai cũng cảm thấy rất là hào hứng. Các bạn thân mến, đây là đêm gala đầu tiên của giải thưởng truyền hình HTV. Và ngày hôm nay Ngọc sẽ tham gia trong đêm gala đầu tiên với vai trò là Ngọc hát một ca khúc do chính mình sáng tác. Và một ca khúc có tựa đề của một bộ phim mà năm ngoái Ngọc đã được đề cử vào giải thưởng truyền hình HTV là phim Taxi. Cái cảm giác trước khi lên sân khấu nó khá là khác biệt so với một cảnh quay, tại vì ngày hôm nay là truyền hình trực tiếp. Quý vị khán giả hãy xem theo dõi nha. Quý vị thân mến, live show đầu tiên sẽ là đêm biểu diễn đặc biệt để chúc mừng top 3 nghệ sĩ phim truyền hình. Và vị khách mời đầu tiên đó chính là nhà báo Như Hoa, phóng viên văn hóa văn nghệ báo Sài Gòn Giải Phóng. Cái phần thưởng lớn nhất và hạnh phúc nhất với người nghệ sĩ chính là được cái sự tin cậy và yêu mến của khán giả dành cho mình. Cái niềm hạnh phúc nhất của một người diễn viên khi mà mình đóng một vai diễn trong một bộ phim mà khán giả lại nhớ đến tên của nhân vật chứ không nhớ đến tên của diễn viên, điều đó rất là hạnh phúc. Vâng, vai trò đạo diễn trong phim truyền hình rất quan trọng, đấy là tạo nên sự thành công của bộ phim cũng như sự thành công của diễn viên ạ. Theo anh thì muốn trở thành một nhà biên kịch giỏi thì cần phải có những yếu tố như thế nào? Yếu tố thứ nhất là cần có một sự nhạy bén
đối với mọi vấn đề của xã hội. Yếu tố thứ hai đối với nhà biên kịch là cần phải có một cái sự duyên dáng trong cách kể chuyện của mình. Và một cái yếu tố thứ ba mà theo tôi là rất quan trọng, đó là một cái tầm nhìn, một cái dự phóng cho tương lai. Bao nhiêu ngày ta đã lang thang khắp nơi, bao nhiêu ngày bơ vơ không biết điểm tới. Bơ vơ này nhé, cho nơi che chở cho được mơ những ngày ấy. Có sóng gió thì tôi luôn luôn bên bạn, dù có nắng cháy thì sẽ bon bon trên đường vượt bao khó khăn, chẳng có lối đi nào dễ đâu hỡi em. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại 27 nghệ sĩ có mặt trong top 3 giải thưởng truyền hình HTV năm nay. Hãy ghi nhớ mã số bình chọn của nghệ sĩ mình yêu thích, đồng thời hãy tăng tốc bình chọn cho họ quý vị nhé. Nam ca sĩ được yêu thích nhất Đức Tuấn, mã số bình chọn 01, Hồ Trung Dũng 02, Đàm Vĩnh Hưng 03. Nữ ca sĩ được yêu thích nhất Hồ Ngọc Hà, mã số bình chọn 06, Văn Mai Hương 07, Mỹ Tâm 08. Lĩnh vực phim truyền hình, nam diễn viên chính được yêu thích nhất Bình Minh, mã số bình chọn 11, Khương Ngọc 12, Võ Thành Tâm 14. Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất Tường Vi, mã số bình chọn 16, Vân Trang 17, Nhật Kim Anh 19. Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất Huỳnh Đông, mã số bình chọn 21, Tiết Cương 22, Ngọc Tường 25. Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất Lê Phương, mã số bình chọn 27, Trịnh Kim Chi 28, Minh Thảo 31. Lĩnh vực sân khấu, nghệ sĩ kịch nói và hài được yêu thích nhất nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, mã số bình chọn 32, Hạnh Thúy 34, Quý Bình 36. Nam nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, mã số bình chọn 37, Vũ Luân 38, Võ Minh Lâm 40. Nữ nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất Quế Chân, mã số bình chọn 42, Tú Sương 43, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng 45. Quý vị đã nhớ mã số bình chọn của nghệ sĩ mình yêu mến chưa? Hãy bình chọn cho họ theo hai cách: soạn tin nhắn với cú pháp mã số nghệ sĩ gửi 6258 hoặc gọi đến số 1900 561 225 và làm theo hướng dẫn. Hàng tuần, nhà tài trợ công ty cổ phần Yến Việt sẽ chọn ngẫu nhiên hai khán giả may mắn nhận quà tặng trị giá 5 triệu đồng mỗi giải, và khán giả may mắn nhất sẽ nhận quà tặng đặc biệt trị giá 15 triệu đồng. Cùng mình chọn nào, biết đâu quý vị sẽ là chủ nhân may mắn của giải thưởng tuần này thì sao? Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trên kênh HTV7. Ngoài ra, cũng trên kênh HTV7, lúc 20:30 tối thứ 7. Xin mời quý vị theo dõi chương trình trực tiếp với những tiết mục ấn tượng đặc sắc được dàn dựng bởi các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực sân khấu. Xin cảm ơn công ty cổ phần Yến Việt đã đồng hành cùng giải thưởng truyền hình HTV lần 6 năm 2012. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web www.giaithuanthuc.vn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tối mai.